Còn ai thuộc không ạ? Không có nghe, còn ai thuộc không ạ? Là lớn lên. Ok, thì chúng ta cùng hát Trên Đầu Súng. Xin playback giùm bài Trên Đầu Súng. Ok, Trên Đầu Súng mà ban nhạc mình chơi theo mà đừng có chơi kích thôi. Nghe thôi. Trên Đầu Súng quý vị, chúng ta cùng hát. Kính thưa quý vị, để chúng ta có một lần đệ nhất đệ nhị cộng hòa, bao nhiêu người đã nằm xuống cho tự do, những người lính đã hy sinh bảo vệ miền Nam. Hôm nay chú Hồ muốn cùng quý vị chúng ta hãy cùng nhau hát một bài để tưởng niệm đến những người đã nằm xuống. Những người này là những người hùng, chiến sĩ vô danh. Chúng ta cùng nhau đốt đèn lên chiến sĩ vô danh tiêu chức Tây Bắc đi. Nếu mà quý vị có thuộc thì hát chung với quốc hội. Chúng ta mở đèn lên chiến sĩ vô danh. Chúng ta tưởng nhớ tới những người đã nằm xuống cho chúng ta được ngày hôm nay. Music Tây Bắc đi, chiến sĩ vô danh. Chúc cô có ngày hôm nay là về những người chiến sĩ đã hy sinh cho chúc cô có được tự do. Chiều mà một đám
lên rồi. Món quà này sẽ đi với chúng cô cho cuối cuộc đời mình, một đêm không thể nào quên được. Cảm ơn quý vị. Hôm nay đứng trước hiểm họa của chúng ta, quê hương của chúng ta dần dần bị giặc phương Bắc xâm chiếm. Họ chiếm bằng một cái hình thức khoa học hơn. Họ chiến thắng mà không cần tốn một viên đạn. Đó là họ từ từ đi vào từng thành thị, từng phố phường của người Việt Nam chúng ta đang ở. Đó là người Tàu. Hoàng Sa, Trường Sa đã mất. Và những thành phố, những thành thị khắp nơi chúng ta đi ba miền, chúng ta đã thấy nơi đâu cũng có người Tàu. Họ ngang nhiên đi vào nước ta, họ ngang nhiên sống trên đất của chúng ta, và họ đã kiểm soát hầu hết nhiều hình thức khác nhau. Đây là một hiểm họa vô cùng nguy hiểm cho vận mệnh của quốc gia chúng ta. Những người Việt Nam xa quê hương, chúng ta đã một lần mất nước, nước Việt Nam cộng hòa của chúng ta. Chúng ta vẫn là người Việt nhà mà cùng một chồng máu. Ngày hôm nay nước Việt Nam của chúng ta không may đã được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản độc tài, nhưng mà Đảng chính quyền chỉ là một thời gian tạm thời thôi, có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà chắc chắn là sẽ không còn Đảng Cộng sản độc tài. Nhưng chắc chắn là nước Việt Nam chúng ta vẫn còn đó. Chúng ta phải có trách nhiệm. Chúng ta hãy noi gương theo những người lính Việt Nam Cộng hòa. Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Chúng Hồ không phải là người lính, chúng Hồ là nhạc sĩ, nhưng chúng Hồ rất chịu lính. Chúng Hồ luôn luôn sống theo tinh thần của người lính, trước hết là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Xin cảm ơn những người lính đã dạy cho chúng Hồ tinh thần sống như vậy. Ngày hôm nay chúng ta phải lên tiếng. Không phải chúng ta lên tiếng không, mà chúng ta phải hành động để bảo vệ Giang Sang. Một tác phẩm mà chúng Hồ rất yêu mến, của một người nhạc sĩ mà chúng Hồ rất yêu mến luôn, nhạc sĩ Anh Bằng. Ông là người có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời của chúng Hồ. Nếu không có nhạc sĩ Anh Bằng, chắc có lẽ ngày hôm nay chúng Hồ không có là nhạc sĩ với cộng đồng người Việt Nam. Khi còn nhỏ, chúng Hồ muốn trở thành một người biết nhạc phim, muốn đi Boston học nhạc. Nhưng nhờ nhạc sĩ Anh Bằng và nhà thơ Nguyễn Khắc Nghi đã giữ chân chúng Hồ ở lại để làm nhạc cho cộng đồng Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay mới có chúng Hồ. Hôm nay quý vị cùng chúng Hồ hát bài Phải Lên Tiếng của nhạc sĩ Anh Bằng, music Tây Bắc đi. Đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Music Tây, khi mà chúng Hồ nói đừng im tiếng, quý vị nói gì? Đừng im tiếng! Đừng im tiếng! Nhỏ quá, mấy giờ rồi? Bây giờ rồi mà sao mình hơi yếu vậy? Hồi nãy chúng Hồ ăn chiều lúc 6 giờ tức như là 3 giờ của Cali. Và bây giờ là gần 9 giờ là chúng Hồ ăn được 3 tiếng rồi. Chúng Hồ vẫn còn khỏe. Quý vị cũng phải giống chúng Hồ chứ. Thưa quý vị, khi mà... Đừng nghe tên! Phải lên tên! Thưa quý vị, chúng ta ở hải ngoại, chúng ta phải lên tiếng cho những người không lên tiếng. Hội anh em dân chủ ở trong nước đã đứng lên. Chúng ta với cái tinh thần can đảm đó, chúng ta cần phải gấp bội lần và khuyến khích họ đừng im tiếng. Đừng im tiếng. Vâng, mời nhạc sĩ Trung Hồ. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cùng nhau hát bài Phải Lên Tiếng. Ở đây có anh chị đến từ Ohio,
hai vợ chồng anh chị. Nếu quý vị thấy ảnh có mặc cái áo Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta. Đó, cái áo đó. Và bài này là nói về Trường Sa và Hoàng Sa. Chiến đấu âm thầm, không chấp nhận mọi sự hiểm nguy để lên tiếng đấu tranh cho một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do và nhân quyền. Kính thưa quý vị, cậu bé Thiên Anh này không ngờ cũng thuộc luôn bài Phải Lên Tiếng. Không phải anh là ai không mà Phải Lên Tiếng cũng thuộc luôn. Và cậu Trúc Hồ hỏi con tên gì? Dạ con tên là Thiên An. Con có thuộc bài Chiều Con Tim không? Dạ thuộc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con muốn hát lại bài Chiều Con Tim cùng với quý vị. Bài nhạc cách đây 5 năm về trước chúng con sáng tác cho phong trào Chiều Con Tim một tiếng nói để mà đi kêu gọi trên khắp nơi trên thế giới, từ Thụy Sĩ qua tới Anh cho tới Pháp, đi tới từng bộ ngoại giao để mà gây tiếng vang về những người tù lương tâm Việt Khang, Điếu Cày và nhiều người tù khác, Trần Vũ, Anh Bình. Ngày hôm nay với cậu Thiên Anh, Trúc Hồ và Mai Thanh Sơn, Việt Khang, Thiên Kim, Anh Nam Lộc, Diệu Quyên và Thiên Anh
xin hát bài Chiều Con Tim, và quý vị nhớ đoạn giữa. Đoạn giữa chúng ta cùng nhau hát với chúng còn chỉ biết yêu của quê hương Việt Nam. À, và bây giờ chúng ta cho chút xíu đèn. Thank you.
hết chưa ban tổ chức? Chưa muốn về hả? Ok, chưa muốn về thì chơi luôn. Chúng ta cùng nhau hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Cuộc không? Cuộc cần phải ca lớn nha. Ok, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, music please. Giơ cao ngọn cờ Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Yeah.
Nguyệt Ánh và nhạc sĩ Trúc Hồ cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ, đặc biệt là các anh em của Hội Dân Chủ ở trong nước cũng như ở ngoài nước, hiện nay rất là hân hạnh được gặp gỡ, tiếp xúc và cùng hát với quý vị trong đêm kỷ niệm 24 năm ngày nhân quyền cho Việt Nam. Xin quý vị cùng chúng tôi một tràng pháo tay rất lớn để cảm ơn cộng đồng người Việt tại Washington DC. Cảm ơn đài truyền hình SBTN DC. Cảm ơn hội anh em dân chủ người Việt của chúng ta, và đặc biệt là cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Một tràng pháo tay rất lớn cho tất cả chúng ta một đêm đầy kỷ niệm và sẽ nhớ mãi trong đời, hát dưới mưa để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Xin chào toàn thể quý vị và xin nhường máy lại cho nhạc sĩ Trúc Hồ. Và biết là một số người hồi nãy có gặp Trúc Hồ hỏi và muốn